Thứ hạng thương mại của Việt Nam liên tục được cải thiện trong những năm qua, đưa Việt Nam liên tục có mặt trong nhóm các quốc gia vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất. Đến giữa tháng 12 năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 700 tỷ USD theo xếp hạng của tổ chức thương mại thế giới WTO. Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Năm 2021 trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa xếp vị trí thứ 23 trên thế giới, trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam xếp vị trí thứ 20 trên thế giới.